Mẹ thấy không khỏe chỗ nào thưa mẹ? Cô vô đây làm gì? Tôi chưa cho phép ai cho cô vô. Đồ vô lấy. Ồ, bà đừng tức giận như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe của bà đâu. Biến, biến ra khỏi phòng tôi ngay. Bà đừng có la lớn như vậy, bà không sợ là Thành sẽ lên đây sao? Tôi nói một câu rồi sẽ xuống ngay. Tôi muốn làm lại giấy khai sinh cho bé Phát. Để làm gì? Cô muốn tờ giấy khai sinh hay là giấy đăng ký kết hôn, hay là cái gia tài này? Ô, bà đừng có khẩn trương quá như vậy. Tôi chỉ muốn là bà thực hiện lời hứa trước đây. Chẳng lẽ bà mau quên đến như vậy sao? Tôi không giữ lời hứa, không cần với cái hạng người như cô vậy. Ồ, vậy thì tiếc quá. Câu chuyện huyền thoại của bà sẽ là trái mìn nổ tung cả gia đình quyền thế danh giá này. Huyền thoại gì chứ? Cô tưởng biết bao nhiêu đó là đủ hù dọa được tôi sao? Thật ra thì cô biết được bao nhiêu? Biết chút chút, đủ để bà mất đi những gì đang có hiện tại: danh dự, sĩ diện, hạnh phúc, nhân dân. Bà không tin sao? Vậy thì tốt nhất thì chúng ta nên lật tẩy ván cờ này để chơi với nhau được không? Tôi nói cho cô biết, những kẻ nào dám đứng trước mặt tôi thách thức thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đâu. Tôi là người nói là làm. Trước đây thôi, bây giờ thì bà không dạy gì mà đụng đến tôi. Thôi thì chúng ta nên làm một thỏa thuận ha. Muốn tránh đi sóng gió trong căn nhà đang sống hạnh phúc yên ổn này. Mẹ, nhà con nên ngoéo tay, sống trong hòa thuận và vui vẻ. Đừng căng thẳng với nhau nữa, để cho người đứng giữa phải khó xử. Mà biết tôi nói ai rồi chứ? Cô dám làm gì con tôi? Nếu cô hại thằng Thành, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bà đừng hùng hổ và nhe nanh ra nữa. Bà nên biết là tình hình hiện tại, nếu bà làm tôi phiền lòng thì tôi sẽ không ngần ngại nói cho chồng và con trai của bà biết. Cô dám đến đây thách thức hù dọa tôi sao? Cô dám á? Đi ra ngoài! Cút đi! Đi hết đi. Đi ra ngoài hết đi. Đi hết đi. Dạ dạ. Thôi được rồi, mình đi phòng để mẹ nghỉ ngơi đi em. Thôi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bà chủ, thật sự bà không sao chứ? Tôi thấy cô Thư thái độ hôm nay rất là lạ. Lạ làm sao? Cô ấy khó chịu và dằn mặt tôi đủ thứ. Cô ấy còn nói sau này cô ấy sẽ là chủ căn nhà này. Sau này muốn gì phải hỏi cô ấy một tiếng nếu như không muốn bị đuổi. Tôi thấy hình như cổ đang khống chế bà một việc gì đó. Cô câm miệng ngay và nhớ giữ mình. Nếu có chuyện gì tôi sẽ không binh vực được cho cô. Còn bây giờ thì ra ngoài đi. Dạ. Bà Tư Ngạn, hiện giờ bà đang ở đâu? Có phải bà thị thiện cho nó thách thức tôi không? Bà đang ở đâu? Bà ra đây đi. Bà ra đây. Con vừa đi học. Anh đi làm nha. Ừ.
Chị, bây giờ chị không có gì hết á, em cảm thấy bớt áy náy nhiều lắm. Lúc xảy ra chuyện, em chỉ biết chắp tay khấn vái trời Phật, mong sao cho chị tai qua nạn khỏi. Ngoài chuyện đó ra, em không biết làm gì cho chị hết á. Chị hiểu. Thật sự thì hiện tại chị không có gì, như vậy là tốt rồi. Em cũng đừng rây rước hay áy náy gì hết á, cứ tập trung lo cho bé Phát giùm chị. Sẵn đây em cũng muốn xin chị cho em và con em được rời khỏi căn nhà này. Thật sự là em không thể nào sống trong căn nhà này với những con người phức tạp như vậy. Với lại em thấy mẹ con em đã làm gánh nặng cho chị quá nhiều rồi. Vậy tính sao? Trước mắt em sẽ gửi bé Phát vào nhà trẻ, rồi xin việc làm, từ từ sẽ ổn định cuộc sống. Tại sao em lại có ý nghĩ đó vậy hả? Em không hiểu vấn đề sao Quỳnh? Bé Phát á, là con của em, nhưng trên danh nghĩa nó vẫn là con của chị. Đùng một cái bé Phát biến mất thì chị danh thành giải thích sao với mọi người đây? Tại sao em lại suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như con người của em vậy chứ hả? Bây giờ điều mà em giúp chị là đừng có làm mọi chuyện rối tung lên hết. Nhưng mà trước đây chị nói với em là chị chỉ mượn bé Phát để đối phó với mẹ chồng chị thôi. Bây giờ thì mọi chuyện đã êm xuôi hết rồi. Em chỉ nghĩ là như vậy sẽ tốt cho chị và tốt cho cả mẹ con em nữa. Thật tình là em chỉ muốn mẹ con em có được cuộc sống bình yên thôi. Vậy thì em nghĩ là gia đình này sẽ bình yên khi một ngày đẹp trời nào bé Phát biến mất sao? Chị xem như là em chưa nói qua lời này. Chị không muốn em nhắc thêm một lần nào nữa, nghe rõ chưa? Lau nước mắt, xuống phòng thay đồ, tụi mình sẽ đưa bé Phát đi chợ. Dạ chị. Cô ơi. Dạ, cô đã thấy khỏe chưa? Khỏe rồi, khỏe ra à? Dạ, cô dưới quê lên hả? Đang bị bệnh trong người, tại sao không có người thân đi cùng? Có chứ. Mà tại vì mấy người nhà của tôi á đi công việc hết rồi, nên tôi định đi vòng vòng kiếm cái gì mua ba cái đồ dùng cá nhân vậy mà. Nhưng mà ở cái đất Sài Gòn này á, mà gặp người tốt như cậu á, hiếm lắm á. Dạ. Dạ, con nghe nè chú. Con đang ở đâu vậy? Dạ, con đợi từ sáng giờ mà. Có thấy ông Lý đâu? Ông ấy á, đang ở văn phòng công ty của đối thủ và đang bàn bạc ký hợp đồng rồi. Con làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Về văn phòng gặp chú gấp. Dạ, con về liền, dạ. Ủa, sếp cậu gọi hả? Dạ cô ơi, bây giờ con phải về công ty liền. Cô ngồi đây nha, khi nào khỏe rồi điện thoại người thân tới đón cô về nha. Đừng đi đâu nha cô. Dạ, tính tiền đây. Thôi, được rồi, cậu đi đi. Dạ được không cô? Để đây tôi trả cho. Dạ, cảm ơn cô. Cậu dạ, đi. Con đi nha. Dạ. Thank you.
con làm ăn cái gì vậy hả? Chú kêu đi đón ông Lý, con làm ăn cái gì rồi sáng con trốn ở đâu hả? Dạ chú, con có đón nhưng mà... Nhưng cái gì? Đón cái gì? Đón mà người ta đã bàn bạc xong hợp đồng rồi là sao? Con biết mất cái hợp đồng này công ty mất bao nhiêu tiền không? Con làm sao ăn nói với ba con? Dạ... Dạ cái gì? Con xin lỗi. Lúc này không phải lúc xin lỗi, lúc này là lúc phải sửa lỗi. Dạ, dạ sửa lỗi bằng cách nào hả chú? Chú không biết, con gặp ba con đi. Chú à, chú giúp con đi chú. Sửa lỗi bằng cách nào hả chú? Nín, đừng xưng chú cháu ở đây, nhục nhã quá. Có bao nhiêu chuyện không xong nữa. Bây giờ trước mắt á, đi gặp ông Lý, xin ổng một cơ hội và làm việc lại. Còn cái cơ hội đó như thế nào là còn nước còn tát. Chú à, lỡ như con tới đó rồi ông ta không muốn gặp con thì sao? Con phải túc trực 24/24. Chừng nào gặp được ổng thì thôi. Mà gặp ổng con bàn công việc như thế nào đó là quyền của con. Chú không xía vô. Chú à. Chú ai vậy? Chú cháu gì đây? Có cần chú đưa con đi không? Dạ, thôi được rồi, con biết mình phải làm gì rồi. Dạ. Mày có tư cách gì mà tiếp quản công ty? Có quyền gì mà tranh giành chức tổng giám đốc với tao? Alo. Alo. Biết tôi không? Điên hả? Không nói sao biết? Tôi á là cái bà già mà cậu cú á, chị xỉn mà. Đúng không? Ủa con hả? Sao con biết số điện thoại của con vậy? Vậy mới hay chứ. Ôi, cảm ơn cậu. Hẹn cậu lần sau nha. Bé Phát đợi mẹ có lâu không? Thương quá à. Thôi mình đi. Chết rồi chị. Em quên không mua bao tay cho bé Phát rồi. Ừ. Thôi chị ở đây đợi nha, em vào trong em mua liền. Ừ, lẹ nha em. Quỳnh. Làm gì đây vậy? Ủa ai vậy anh? Đây là mẹ của con anh. Giỡn hoài. Em không tin hả? Em hỏi cô ta thử xem. Đúng không Quỳnh? Sao lâu quá vậy ta? Anh Tài, anh nói chuyện bé Phát giùm em nha. Em vô kiếm Quỳnh đây. Đi. Sao vậy? Sao gặp anh mà không có tiếng chào hỏi gì hết vậy? Anh em yên tâm đi, cái con người này là cái loại đàn bà chẳng ra gì, bỏ chồng bán hôn để tìm một thằng như này. Anh sao? Anh nói đúng quá hả? Em nên nhớ anh còn giữ kỷ niệm của hai đứa mình, đừng có nhìn anh như vậy, chiều mến như trước đây. Cái bàn tay dơ bẩn của mày nè, không thì đừng có trách. Đây là người ơn của em đó, rất đẹp và sắc sảo. Hai người như mày thì nên biến khỏi mặt đất cho không khí được trong sạch. Thôi, bỏ qua đi chị. Quỳnh, anh sẽ còn gặp em dài dài. Chào chị Thư, cho tôi gửi lời hỏi thăm con tôi nhé. Trời, tao sang là như nhiều trước hàng người này vậy hả? Được nước thì nó sẽ làm tới đó. Đừng đụng tới hắn chị. Mình đi, em không mua gì nữa đâu.
Tôi có việc đầu tiên cho bà đây. Bà kiếm cho tôi một cô bé tuổi vị thành niên, lanh lợi, sành sỏi. Tôi trả công cho nó 5 triệu và chỉ cần nó đúng một ngày, sau đó thì biến. Tuổi vị thành niên? Khó à nha. Bà làm được mà. Tiền công tôi trả cho bà không ít đâu. Tôi muốn mua sự trung thành của bà được không? Dạ, dạ được. Ok, địa điểm và ngày giờ tôi sẽ báo cho bà sau. Đây là hình của mục tiêu. Anh trai mày cầm chiếc gậy lớn, hắn ta đập rất mạnh vào đầu bố mày. Mày nói láo. Nếu mày không đưa ngọc bội cho tao, tao sẽ bắn mày đi. Để anh mày mang ngọc bội đến chuột mày. Anh bị cái gì vậy? Hả? Em đừng có nói nữa. Bực mình muốn chết đây nè. Thôi. Anh vô toilet tắm rửa thay đồ đi. Hả? Vậy là mấy hôm nay anh phải đứng trước nhà ông Lý Canh đó hả? Ông mới thật là quái đản. Không chịu tiếp anh rồi thì thôi đi. Ông tạt nó dơ vô người nữa chứ. Ông thật là quá đáng mà. Thật ra ông tưởng là ông vô tình, nhưng mà ông cố tình á. Ngày mai anh vô công ty xin bà nghỉ việc cho rồi đi. Chán chết. Anh đừng có nản. Em nè, có phải anh vô dụng lắm không? Có phải nếu như mà xin nghỉ việc làm ở công ty thì ba sẽ đỡ mất mặt đúng không em? Tại sao lại suy nghĩ như vậy? Chứ có việc nhỏ không anh làm không xong nữa kìa. Không hồ gì việc to tát lớn lao. Chuyện này không phải là không làm được đâu. Nhưng mà ông ta rất là quá đáng mà. Anh rất lịch sự, nhã nhặn. Đó, không làm phiền gì tới ổng. Đã vậy hả? Ổng xua đuổi anh giống như xua đuổi tài á. Nhà ổng ở đâu? Quận 3. Ngày mai em đi với anh ha. Chị vậy? Thôi nha em. Mất công ông quạo lên một cái nè, ông sạch chó rồi hả? Anh với em chạy không kịp đâu á. Thì anh cứ cho em đi đi. Alo Dương hả? Tối nay bắt tao liêu full nha. Một chai. Rồi. Ok ok. Tao nói rồi, mà má tao đâu có tin đâu. Má tao còn nói là tao ảo tưởng nữa. Mà mày biết là lần này đâu phải là lần đầu hắn làm bậy đâu. Mày biết không, có mấy lần má tao đi vắng á, hắn còn xông vào nhà tắm. May là tao thoát được á. Tao sợ lắm. Bây giờ tao không biết phải đi đâu. Tao đang ngồi ở quán cà phê, tao mất ngủ mấy đêm vì cứ sợ hắn sẽ xông vào làm bậy nữa. Bây giờ trong người tao không có tiền, mày có thể giúp tao được không? Alo, alo Cúc, alo. Vậy mà nói là bạn tốt, gặp chuyện cái là chảy mất dép rồi. Sao lại khóa máy lúc này? Chẳng đứa nào tốt hết á. Gặp chuyện cái là không có ma nào mà giúp đỡ được. Chào em. Anh thấy em quen quen. Tôi thì không có quen rồi đó. Làm ơn đừng có làm phiền tôi. Cô kìa, sao em giận dữ vậy? Anh đâu phải là thằng cha gượng của em đâu. Sao anh biết? Sao không biết. Em dắt anh về gặp thằng đó, anh đập chết thằng đó cho em coi. Tôi không có giỡn. Thôi, nói chơi thôi.
Chứ bây giờ em tính sao? Em mà về nhà là khác nào em nộp mạng cho thằng cha dữ mất nhân tính đó. Có chết tôi cũng không có về đâu. Vậy em có bạn bè hay bà con dòng họ gì không? Lúc có chuyện á thì không có ai nhận là họ hàng bạn bè gì hết á. Tội nghiệp không? Vậy rồi tối nay em tính làm sao? Em cũng không biết tính sao nữa. Đi đâu cũng được, miễn là đừng về căn nhà đó. Vậy anh tính về, anh chở em đi tìm phòng trọ ngủ qua đêm, sáng mai anh chở em về gặp mẹ thưa gõ sự việc, được không? Mẹ em á thì chỉ nghe lời cái thằng cha dưỡng ó đâm đó thôi. Thì lúc đó mình tính sao? Ủa mà em ăn uống gì chưa? Chưa, em không có tiền. Thôi được rồi. Em ơi, cho anh cái menu. Cho tôi hỏi, đây có phải là trụ sở công an phường đúng không ạ? Dạ, tôi xin báo với em một tin. Có một kẻ đang dụ dỗ các vị thanh niên ở phòng trọ TT. Xin mời đến gấp. Vô đi em. Ngồi nghỉ đi cho nó khỏe. Em đi tắm đi cho nó mát. Anh mới mua cho em bộ đồ này, em coi thử cái gì không nha. Thôi em không có tắm đâu. Ngoan đi, tắm xong rồi anh dắt em đi siêu thị rồi mình đi ba chơi nha. Thôi em không đi đâu. Coi kìa, đừng có làm mất thời gian của nhau như vậy. Ngoan đi, cuộc sống sau này anh sẽ lo cho em. Em muốn cái gì cũng được hết trơn á. Em muốn gì cũng được phải không? Ừ. Vậy bây giờ anh chở em về nhà đi. Đâu được. Em mà về nhà gặp thằng cha dưỡng đó nó hành hung em sao? Anh thì khác. Lúc nào anh cũng sẽ nhẹ nhàng với em hơn. Anh làm gì vậy? Anh buông ra. Buông ra. Cứu tôi với. Hai người ngồi. Đề nghị anh chị cho kiểm tra giấy tờ. Trời ơi, cứu con. Tôi bị người ta gài bẫy. Tôi bị quan. Tài, anh có thấy là hôm nay trời trong xanh và không khí ít bụi bẩn không? Về nha. Bà làm tốt lắm. Tôi cần bà làm việc thứ hai. Tôi muốn mà tìm người này. Nhưng bà ta đắc tội gì với cô? Đó là người tôi gọi là má. Nhưng mà tôi biết tìm bà ta ở đâu.
cô có thể cho tôi thêm thông tin để tìm bà không? Thật sự thì tôi không biết. Bà cố gắng giúp tôi nha, càng nhanh càng tốt. Không biết cô làm cách nào, bằng mọi giá phải tìm cho được địa chỉ của bà ấy, không được chậm chân. Hỏi, nếu tôi muốn học thủ ngữ của người khiếm thính thì tôi học ở đâu ạ? Dạ dạ dạ, tôi cảm ơn. Anh Tài, giờ đến chung cư H2 Bến Thiên Bồn. Chào bác sĩ. Dạ, tôi thấy trong tủ có lọ thuốc an thần. Hôm trước ông ấy có ghé phòng mạch và nói dạo này khó ngủ nên xin thuốc an thần để ngủ tốt hơn. Nhưng tôi cũng cảnh báo không nên lạm dụng thuốc sẽ không tốt đâu. Dạ, tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ. Ai đó? Chờ tôi chút xíu. Dạ.
Đây, cô đi ra ngoài tìm mua cho được viên thuốc bổ nào giống hệt như viên thuốc này. Nhanh dạ đi. Có chuyện gì? Dạ, con tính nói với mẹ là ngày mai con đưa bé Phát làm giấy khai sinh đó mẹ. Đã quyết định như vậy rồi, nói với mẹ làm gì? Dạ. Ủa, mẹ uống thuốc gì vậy? Không, đây là thuốc của ba con. Ông ấy không ngủ được cho nên đã dùng thuốc an thần. Vậy còn thuốc này là gì mà? Chỉ là thuốc vitamin, làm bổ cho sức khỏe của mình thôi. Thật ra lúc này chuyện của công ty rồi chuyện của gia đình làm cho ba con quá căng thẳng, cho nên đã gây ra tâm lý khó ngủ. Ba con phải dùng thuốc an thần để ngủ. Chính vì vậy mà mẹ sợ cho sức khỏe của ba con lâu dài. Nhưng mà sao mẹ không khuyên ba? Con cũng biết rồi đó, ba con đang giận mẹ mà. Như vậy là mẹ đã thay thuốc an thần thành thuốc bổ để cho ba con uống phải không? Chỉ là tâm lý thôi. Như vậy thì ông ấy sẽ ngủ ngon mà không ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Con hiểu rồi, mẹ quả thật là chu đáo. Thôi, con về phòng đi. Dạ. Ngủ đi em. Giờ này xem gì vậy? Sao tự nhiên bây giờ em nghiên cứu cái cây phong lan vậy? Em muốn xem một chút. Ngủ trước đi. Thật ra thì mẹ anh cũng tâm lý lắm. Tuy là có chút độc tài như vậy, nhưng mẹ là một người rất là chu đáo và ý nhị. Em không hiểu anh đang nói về chuyện gì. Thì ba anh bị mất ngủ, phải dùng thuốc an thần. Đó, để cái mẹ biết là không khuyên được ba, cho nên là thay thuốc an thần bằng thuốc bổ cho ba uống. Vậy là không chu đáo dễ nhị sao? À, thì ra là vậy. Hy vọng là ba thấy và thương mẹ nhiều hơn. Vậy nếu như là em có làm được mẹ không? Em thì sẽ không làm được như mẹ đâu. Nhưng mà em làm được bằng cách khác đúng không? Không biết. Ngủ sớm nha. Ừ. Dạ, em chào chị. Dạ chị. À, chị cho em hỏi, đây có phải nhà của ông Lý không ạ? Dạ phải. Dạ, chị làm ơn nói với ông Lý là có người muốn gặp. Dạ, chị đợi một chút. Tôi nhớ là tôi không có hẹn với cô, xin cô đi đi. Dạ, con không làm mất thời gian nhiều của chú đâu. Con tới đây là gửi cho chú vào lan này thôi. Dạ, dạ. Chào chú, con về.
Ông chủ ơi, có người gửi quà. Cô chạy đi kêu quả ấy ta cho tôi. Dạ. Mời cô. Dạ, cảm ơn chú. Cô tên gì vậy? Dạ, con tên Thư. Cô cũng sành về kiến thức phong lan quá. Cô thích hả? Dạ thưa chú, là không những thích mà con còn đam mê nữa. Con thường tham dự hội thi, hội nghị và tham khảo trên sách báo. Bất cứ cái gì mà liên quan đến phong lan là con tham dự hết. Vậy là cô cùng sở thích với tôi rồi. Những người trẻ tuổi mà có kiến thức lại đam mê phong lan hiếm có lắm đó. Chú quá khen. À, xin phép. Dạ. Chị đến đây chơi với em đúng không? Được chứ? Nếu ba em cho, chị sẽ đến. Em nói chị đẹp hả? Chị cảm ơn em. Cô cũng biết thủ ngữ à? Dạ, con biết chút chút. À, đây là lần đầu tiên con bé mới nói chuyện với người lạ đó. Vậy hả chú? Thật ra thì em Trang rất là cô đơn và em mới cần người chia sẻ. Nếu như mà được chú cho phép thì con sẽ đến đây làm bạn với Trang. Cảm ơn cô. Thật ra điều hạnh phúc nhất là thấy người thân mình vui vẻ, cũng như con đây. Mới hổng rài nhìn chồng cháu buồn rầu vì không hoàn thành công việc. Anh tới đây gặp chú mấy lần mà không được. Anh đó là chồng của cô à? Dạ, anh tên Thành. Nhiệm vụ mà công ty giao cho ảnh là phải gặp chú để mà thương lượng quyền lợi và điều khoản tái ký cho năm sau. Nhưng mà chú chưa cho cơ hội đó. Vậy thì nó phải học hỏi cô rồi đó. Nếu như mà được chú chiếu cố thì còn gì bằng. Dạ, cháu sẽ nói anh ấy gặp chú để bàn bạc thương lượng. Quyết định thì vẫn nằm ở chú mà. Vậy thì đầu tuần sau á, cô cứ kêu chồng cô tới đây đem hợp đồng tới cho tôi xem. Thật ra thì tôi cũng chưa chính thức ký hợp đồng với bên kia. Nếu mà quyền lợi ưu đãi hơn năm cũ á thì tôi sẽ tái ký lại với Hương Dị Việt. Dạ, cảm ơn chú. Ok, nhất định là như vậy rồi. Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cảm ơn anh. Dạ, dạ, chào anh. Vô đi. Ba. Con ngồi đi.
ông Lý vừa điện thoại cho ba. Ông ấy chấp nhận tái ký hợp đồng với chúng ta 5 năm nữa. Ồ vậy hả ba? Con làm tốt lắm. Chúc mừng trưởng phòng sale. Ba này. Ba cứ chọc con hoài. Mà nè, trong điện thoại ông Lý khen thư hết lời. Mà sao lại có thư trong chuyện này? Con cũng không biết là cô ấy làm bằng cách nào mà thuyết phục được ổng chịu gặp con nữa ba. Rồi con có hỏi tại sao không? Dạ, con có hỏi nhưng mà thư không chịu nói. Ông Lý khen thư là người đắc nhân tâm, lại có tài thuyết khách. Bỗng nhiên ba lại nghĩ là tại sao thư không làm thư ký cho con? Chắc chắn con sẽ hoàn thành công việc mới tốt hơn nếu như có sự trợ giúp của thư đó. Dạ, nếu như ba đồng ý thì con sẽ nói với thư liền. Ba đồng ý. Vậy hả ba? Thì bây giờ con điện thoại báo cho thư liền. Từ từ, về nhà rồi nói. Không được ơi, con nôn quá, con gọi thoại báo liền ba ơi. Thằng. Em ơi, anh báo cho em tin vui nha. Biết tin gì không? Ông Lý đã chính thức ký hợp đồng với công ty của mình rồi. Ồ vậy hả? Vậy là anh lập công lớn rồi đó. À còn tên này nữa. Anh nói cho em nghe nhưng mà hả, em kiếm cái gì đó chặt chặt á, em dịnh vô nha. Không thôi nữa, nghe tin này xong em bật cười em xỉu á. Tên gì biết không? Đó là ông Lý, ổng khen em giỏi. Rồi ba anh cũng công nhận điều đó nữa. Cho nên ba anh đã quyết định cho em vô làm trợ lý của trưởng phòng sale. Mà em biết trưởng phòng sale là ai không? Hả? Là anh nè. Vậy là từ nay vợ chồng mình cùng sông kiếm học bích để đem lại nhiều thành tích cho công ty, cho ba anh vui. Em chịu không? Em vui không? Hả? Em đừng có hả nghe anh nói xong rồi em chết lặng đi nha. Nói thử. Alo. À em nghe nè. Thôi có gì á chiều về rồi vợ chồng mình nói sau ha. Ok, vậy nha, anh có máy đây. Không ngờ mà chuyện đã tiến triển nhanh hơn dự tính. Sao hôm nay anh về trễ vậy? Em chờ anh về ăn cơm suốt cả buổi. Chờ làm gì? Tôi ăn cơm với đối tác rồi. Có phải anh đã quyết định cho Thư theo Thành vào công ty làm việc không? Thì ra bà chờ tôi về là để hỏi chuyện này đó hả? Giờ đó, bà muốn tôi trả lời liền. Hãy chờ tôi một chút để tôi thay đồ. Tôi thấy thằng Thành nếu có vợ nó trợ giúp thì sẽ tốt hơn. Cho nên tôi mới ra quyết định để cho con Thư nó vô làm trợ lý cho thằng Thành. Nhưng con Thư biết gì chuyện của công ty mà vào đó làm chứ? Chỉ có bà là không biết. Cứ cho là như vậy. Nhưng em vẫn thấy chuyện này quá dội vàng hấp tấp anh à. Anh nên xem lại. Chuyện công ty tôi quyết định, có cần phải hỏi tới bà không? Em biết trong lòng anh còn giận chuyện hôm trước. Nhưng đây là chuyện khác anh à. Dù bất cứ lý do gì, cho Thư vào công ty làm việc là không nên. Em không tán thành.
Chết rồi, sao em không kêu anh dậy hết vậy? Sáng nay có cuộc họp quan trọng trong công ty á. Sao anh thấy anh ngủ ngon quá à? Ơi, bây giờ anh chưa làm cái bản kế hoạch nữa, làm sao đi họp đây? Trước là để buổi hôm nay chúng ta có một buổi mà để cho các trưởng phòng ban và các ban giám đốc nghe ý kiến và chiến lược quảng cáo của hai bạn Đông và Thành. Đông, cậu có thể trình bày ý tưởng cho chúng tôi nghe được không? Trên tay các bạn là một số hồ sơ mà tôi đã trình bày quảng cáo về sản phẩm mới của chúng ta, rất là ấn tượng. Theo tôi thì cái mối quan tâm và lo lắng hiện nay của người tiêu dùng nội trợ đó là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Thấu hiểu được điều này nên tôi đã thiết kế và có một cái chiến dịch quảng cáo về sản phẩm mới của chúng ta dựa trên cái nỗi quan tâm lo lắng của người tiêu dùng. Điểm nhấn của chiến dịch lần này, tôi không nhắm vào ưu điểm của sản phẩm mà nhắm vào cái sự sợ hãi lo lắng của người tiêu dùng. Chắc các bạn chưa hình dung được những gì tôi đang nói phải không? Xin mời các bạn hãy nhìn vào văn bản mà tôi đã gửi cho các bạn trước mặt. Không có gì sốc bằng khi tôi công bố cho mọi người biết từ lâu tất cả nước chấm trên thị trường mà mọi người sử dụng có chứa một hàm lượng độc tố rất ít. Nó không có tác hại tức thì, nhưng về lâu dài thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Dĩ nhiên, trong lúc mọi người đang hoang mang lo lắng thì lại xuất hiện trên thị trường một loại sản phẩm hoàn toàn không có chứa những độc tố đó. Lúc đó thì tôi không cần nói
các bà cũng biết sản phẩm này sẽ làm mưa làm gió trên thị trường như thế nào. Hay, rất hay. Thử nghĩ xem lúc đó thì tất cả những người tiêu dùng sẽ tẩy chay các sản phẩm đang có mặt trên thị trường và sẽ quay sang sử dụng sản phẩm của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta nên khuếch trương cái ý tưởng này bằng một quảng cáo thật là rầm rộ. Tất cả các phương tiện truyền thông sẽ phủ khắp những thông tin hình ảnh của chúng ta, và lúc đó thì người tiêu dùng sẽ thuộc về chúng ta. Chính xác. Xin mời các bạn hãy lật đến trang 7 và xem kế hoạch PR mà tôi đã soạn sẵn. Đó là một kịch bản hoàn hảo và tinh tế mà không ai có thể ngờ được. Trước khi tung ra chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm này, chúng ta nên tạo một xì canh đan nho nhỏ. Ví dụ như người tiêu dùng bị ngộ độc hay là kiện cáo, vân vân. Và được thổi phồng bằng một vài tờ báo để gây hoang mang trong dư luận. Hãy chờ đợi khi mọi việc đến đỉnh điểm. Thì lúc đó trên tất cả truyền thông sẽ phủ đầy những hình ảnh sản phẩm mới của chúng ta. Rõ ràng thông tin sản phẩm chúng ta không có chứa chất độc tố. Tôi không nói tiếp, nhưng các bạn thử hình dung xem những chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Tốt, hay lắm. Tôi nghĩ từ đây về sau á, phòng sale của chúng ta rất là bận rộn. Vì sao? Vì chúng ta phải tiếp điện thoại dài dài của những khách hàng đặt hàng. Rất hoàn hảo nhưng mà cũng rất mạo hiểm đó. Anh phải cẩn thận, vì nếu thông tin này mà rò rỉ ra ngoài thì khách hàng sẽ tẩy chay sản phẩm của chúng ta đó. Điều chúng ta cần là có một công ty PR chuyên nghiệp và có sự bảo mật tuyệt đối để phụ trách chiến lược này. Tôi không đồng ý. Có vẻ như rất mạo hiểm. Công ty của chúng ta là công ty có thương hiệu, lỡ như đổ bể ra ngoài chẳng khác nào như gậy ông đập lưng ông vậy. Vậy thì bên anh có chiến dịch nào hay, xin mời đưa ra cho mọi người tham khảo. Thôi, mọi người đừng đôi co nữa. Nãy giờ chúng ta đã nghe ý kiến của cậu Đông rồi. Bây giờ chúng ta nên nghe ý kiến của cậu Thành. Ủa, sao giờ này anh Thành chưa có mặt? Thành, sao con làm mất thời gian của mọi người quá vậy? Đáng lý cái chuyện này á, con phải chuẩn bị từ sáng sớm kìa, trước khi cuộc họp xảy ra. Dạ, xin lỗi bà, xin lỗi chú, xin lỗi mọi người. Xin lỗi cái gì? Bây giờ ý tưởng quảng cáo chiến dịch của con thế nào? Con nói cho mọi người biết đi. Dạ. Xin lỗi mọi người, tôi tên là Thư, trợ lý trưởng phòng sale. Tôi xin phép được thuyết trình kế hoạch và các sản phẩm mới. Mời mọi người xem tư liệu. Dạ. Chào tổng giám đốc, phó tổng giám đốc. Ý tưởng của chiến dịch quảng cáo lần này, chúng tôi dựa vào những ưu điểm của những thành phần nguyên liệu, đó là gạo. Điều mà các bạn thấy rõ trong chiến dịch kỳ này là đặc biệt khai thác, tôn vinh sự tinh túy của từng sản phẩm. Hình ảnh và slogan đều dứt khoát nói lên được điều đó. Chi tiết cụ thể là gì? Dạ, không đẩy mạnh quảng cáo trên kênh truyền thông, mà chiến dịch sẽ lần lượt bằng những tiếp cận trực tiếp. Những sự kiện, hội thi, hội chợ sẽ là nơi chúng ta truyền tải những thông điệp đến cho người tiêu dùng. Điểm nhấn là ngày hội chủ đề về hạt gạo Việt Nam sẽ mang đến cho người tiêu dùng những thông tin bổ ích xung quanh về quy trình làm ra từ hạt gạo. Qua đó, khơi dậy ý thức nâng niu và quý trọng hạt gạo. Sự liên tưởng này sẽ mang lại hình ảnh tốt cho sản phẩm chúng ta khi lấy nguyên liệu gạo là chính. Làm vậy e rằng chưa thuyết phục, không có gì khác biệt hay ấn tượng. Tôi sợ đi một vòng quá xa, rồi quảng cáo không công cho công ty sản xuất gạo. Trong khi đó, mình là công ty sản xuất nước chấm. Có thể cho rằng quảng cáo là cầm sản phẩm dí vào mặt người tiêu dùng. Như vậy mới gọi là quảng cáo chứ. Người Việt Nam thì ai cũng được sinh ra và lớn lên, được nuôi từ những hạt gạo bé xíu.
Nhưng có mấy ai trong chúng ta biết được quy trình một hạt gạo được ra đời như thế nào? Có ai trong đời một lần thắc mắc những hạt gạo xuất xứ từ những cái tên như nàng thơm, nàng đào? Đồng thời, chiến dịch lần này lấy câu thành ngữ ăn quả nhớ kẻ trồng cây để khơi dậy sự nhớ ơn và tôn trọng người nông dân đã dầm sương giải nắng làm nên hạt gạo. Đó cũng là một cách chạm tới cảm xúc của người tiêu dùng. Tôi thấy chiến dịch này bình thường và sớm quá. Nên nhớ, những bà nội trợ hiện nay rất hiện đại và luôn tìm cái mới. Hiện đại chứ không phải lai căng. Tìm cái mới được thể hiện qua những nền tảng cũ, đó là chân lý. Chiến dịch gọi là độc đáo gây ấn tượng, chẳng qua hù dọa sự sợ hãi của người tiêu dùng để trục lợi, mà quên rằng người tiêu dùng hiện nay rất tinh vi và hiểu biết. Không nên vì những lợi nhuận mà dùng những trò tiểu xảo đánh lừa người tiêu dùng. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, họ sẽ quay ngược lại và tẩy chay sản phẩm ngay. Công ty chúng ta là một công ty truyền thống lấy chất lượng làm hàng đầu, và được người tiêu dùng trao cho niềm tự hào, đó là hàng Việt Nam chất lượng cao. Tôi tin rằng đó cũng là nền tảng giúp hương vị Việt phát triển và bền vững. Vô đi ba. Hai đứa ngồi xuống đó đi. Dạ. Chiến dịch quảng cáo của hai tụi con rất thú vị. Tuy đơn giản nhưng rất sâu sắc. Nó làm cho ba nhớ lại tiêu chí khởi nghiệp lúc ban đầu của ông nội con. Có thể thị trường bây giờ cạnh tranh khốc liệt quá, nên con người ta hơn thua với nhau bằng mọi giá, lại quên đi những cái gì gọi rất là đơn giản nhưng rất có ý nghĩa trong cuộc sống. Rất hay. Ba hỏi nè, thật ra ý tưởng này là của ai? Dạ thưa ba. Dạ thưa ba, đó là ý tưởng của anh Thành. Anh thức trắng suốt đêm để nghĩ ra ý tưởng này đó ba. Đáng khen, con làm tốt lắm. Dạ, cảm ơn ba. Nhưng phải có sự diễn giải và truyền tải của con thì ý tưởng của thằng Thành mới xúc tích và có sức thuyết phục được mọi người. Dạ, con cảm ơn ba. Nhưng ba có một thắc mắc. Sao con có vẻ rành rẽ và am hiểu về ngành marketing quá vậy? Nếu như theo sách vở và bản thảo thì con không thể nào phản bác được ý kiến của đông và giữ vững lập trường của mình hay đến như vậy. Dạ thưa ba, thực ra thì trước đây con có học qua lớp tài chính quản trị kinh doanh, nhưng mà con vẫn chưa có cọ sát thực tế và trải nghiệm nhiều. Như vậy thì con cũng là người có tiềm chất kinh doanh và có tài quản trị. Một người lãnh đạo cần có một yếu tố tối thiểu là thuyết phục cấp dưới bằng lời lẽ sắc sảo, có cơ sở lập luận vững chắc. Vậy con có học thêm nguồn nào khác không? Dạ, con có đọc sách của ba và tham khảo một số trang web chuyên về lĩnh vực này. Vậy theo con, tình hình một số công ty đang hành nghề hiện nay là tốt hay xấu? Dạ thưa ba, đó là con dao hai lưỡi. Có thể là trên bề nổi sẽ thấy sự phát triển nhanh và tăng doanh thu, nhưng nó lại làm yếu đi thực lực mạnh vốn có của mình. Khi một công ty bắt đầu tấn công vào một lĩnh vực mới, phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để tấn công vào thị trường và vô tình tạo thêm đối thủ cho mình. Điều này dẫn đến suy yếu, tạo sơ hở cho đối thủ vượt lại chúng ta. Như vậy, xét về lâu dài thì sẽ có hại chứ không có lợi cho chúng ta. Điều này sẽ dẫn đến thị trường mới chưa được vững chắc mà đã mất đi thị trường hiện tại. Chính xác. Ba cũng đồng quan điểm với con. Ví dụ nha, công ty ta với thế mạnh là nước chấm và gia vị. Bây giờ nhảy sang lĩnh vực nước ngọt hay bánh kẹo thì chưa chắc chúng ta làm tốt như những công ty chuyên ngành này. Qua đây, ba cho con xem cái này.
Có chuyện gì làm anh căng thẳng hả? Em có quà cho anh nè. Em à, mấy anh trong phòng sale nói là doanh thu tháng này xuống thấp vì cái đợt quảng cáo vừa rồi. Để chú ba đang triệu tập các phòng ban lại họp để chuyện bất thường này kìa. Không thể như vậy được. Quảng cáo vừa rồi đánh giá rất là cao mà. Tại sao doanh thu lại không khả quan chứ? Anh cũng đang rất lo đây nè. Không biết chút xíu nữa chú Trọng phải giải thích làm sao đây nè. Thôi được rồi, để đó em tính. Thư. Ba tìm con trong phòng nhưng không thấy. Có chuyện gì vậy ba? Có chuyện rất gấp. Ba có hẹn với đối tác là sẽ gặp họ để bàn một công việc rất quan trọng. Dạ. Nhưng thư ký lại bệnh đột xuất sáng nay, con phải tháp tùng theo ba đó. Dạ. Dạ ba không được. Chút xíu nữa con với Thư vào họp rồi. Là tại vì có sự cố xảy ra trong cái chiến dịch quảng cáo vừa rồi ba hả? Chuyện này con phải tự biết khắc phục và chấn chỉnh lại chứ. Vô họp đi. Thư, theo ba ra xe. Trễ giờ là phiền lắm đó. Dạ, dạ. Nhanh ba chờ con đó nha. Dạ, dạ. Anh, em đi nha. Có gì thì cứ gọi cho em. Đi nha. Con có thấy sự hài lòng trên gương mặt của ông Trần không? Dạ con thấy. Thật ra ông Trần là người làm ăn rất có uy tín, nhưng lại có tính khinh người. Ông ấy luôn ra điều kiện để áp đặt đối tác phải theo mình. Nhưng hôm nay ông ấy rất vui vẻ và có thiện chí hợp tác thôi. Dạ. Con mệt à? Hồi nãy lúc tiễn ông Trần về, ông ấy hết lời gợi khen con. Ông ấy còn gửi lời cảm ơn con về cái kẹp caravat. Bà cũng bất ngờ về tài ứng phó của con đó. Dạ. Nếu như mà ai trong trường hợp đó thì thư ký nào cũng làm như con thôi ba. Nhưng ba thắc mắc ở đâu con có cái cài đó. Dạ. Con muốn tặng cho anh làm đó ba. Mà chưa kịp tặng thì con đi họp với ba đây. Nhưng mà không sao đâu ba. Để con tặng cho anh ấy cái khác cũng được. Quan trọng là mình làm trong Trần vui và thu lợi cho công ty. Ba có đề nghị này, con nên chuyển về phòng làm trợ lý hành chính cho ba. Nhưng mà còn về công việc ở phòng sale, ai sẽ giờ giúp cho anh Thành đi ba? Chuyện đó con không cần lo, để ba sắp xếp. Ba sẽ tuyển một trợ lý khác để hỗ trợ cho Thành. Dạ, con cảm ơn ba. Mày thật giỏi đó Thương. Bước thứ hai xem như đã vượt qua rồi. Nhất định sẽ làm được điều mày muốn. Chuyện ba muốn chuyển em vô phòng tổng giám đốc để hỗ trợ ba, anh đồng ý hai tay. Nhưng mà anh thấy buồn là bởi vì không quen bên cạnh anh hỗ trợ cho anh. Trong khi đó công việc ngày càng chồng chất. Hay là em xin ba ở lại phòng sale để phụ giúp anh ha. Thôi, nếu như mà em phụ ba đâu thì cứ phụ thôi, cũng tốt mà. Tại vì ba cực quá, với lại bên cạnh không còn ai thân tín nữa hết. Đừng buồn nữa ông xã. Tuy là em chuyển lên phòng trên, nhưng mà ở phòng sale em vẫn theo dõi từ xa mà. Có gì khó khăn á thì anh cứ nói cho em nghe là được. Chuyện trước mắt á là chú ba rút lại ngân sách trong chiến dịch quảng bá của mình rồi. Đang đi được nửa đoạn đường tự nhiên cắt ngang như vậy, chẳng khác nào mình giơ tay đầu hàng. Vậy giờ tình hình sao vậy anh?
thì chú ba lấy cái chiến dịch quảng cáo của Đông thay thế vào chứ làm sao? Chiến dịch hù dọa người tiêu dùng gì đó hả? Rồi chừng nào mới triển khai? Anh không quan tâm. Nhưng nếu như chiến dịch của Đông đạt doanh số thì anh không còn mặt mũi nào công ty nữa. Bởi vì người trưởng phòng là anh chứ không phải là Đông đâu. Vậy thì anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi đã cho người truy lùng tung tích má cô khắp nơi mà không gặp. Tìm một người mà không có cái địa chỉ ở cái đất Sài Gòn này đâu có phải là dễ. À, hay là cô cho đăng báo, hay là lên truyền hình, có thể là nhanh hơn. Bây giờ tôi thấy người ta tìm người bằng cách đó đó. Tôi không cần bà dạy. Phải kia có một đầu mối, hay là có một người nào có dây mơ rễ má, rồi mình lần theo dấu vết, may ra dễ dàng hơn. Tôi nghĩ là có một người. Ai? Anh Tài. Anh tài xế hay chở cô đó hả? Không lẽ theo dõi anh ta? Anh ta là người thân tín của cô mà, có cái gì cô hỏi thẳng anh ta. Chuyện này cũng bất tiện lắm. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, bà theo dõi anh Tài thử cho tôi. Vô chừng tiếng cái ra liền hả? Vậy là có giờ hỏi thông tin những người xung quanh không? Sao không? Nghề của nàng mà sao không hỏi? Nhà này do một người đàn bà thuê, bà ta ở có một mình hả? Nên ít giao du với lối xóm, cũng không biết nhiều về bà ta. Chỉ nghe người ta nói gọi bà là bà Tư. Má, có điều là khi mà tôi theo dõi cũng có một người đàn bà theo dõi, nhưng mà bà ta chắc mới vô nghề, không chuyên nghiệp bằng tôi. Hình dáng bà ta ra sao? Bao nhiêu tuổi?
tôi cũng không nắm chính xác lắm. Vậy mà nó là chuyên nghiệp. Nhưng mà tôi có chụp hình. Để tôi lấy hình cho cô coi. Đó nè. Là quản gia. Như vậy chắc chắn là bà ta biết chỗ ở của má tôi rồi. Đúng. Tôi thấy bà móc điện thoại ra điện cho một người nào đó. Cái mặt nghiêm trọng lắm. Chết rồi. Ai chết? Bà này sẽ làm hại đến má tôi. Tôi nhờ bà một chuyện. Bà phải ra tay trước khi mà má tôi có chuyện. Ok cô, tôi sẽ làm liền. Nhưng cô cần gì? Bảo vệ má tôi. Anh Tài, bà Thoại đang truy tìm má. Em sợ là bà ấy sẽ làm hại đến má đó. Sao lại hại? Mà làm sao biết chỗ gì Tư ở mà hại? Em không biết nữa. Nhưng mà hôm bữa em nghe lén mà nói chuyện. Dì Tư bây giờ sống an phận, không làm hại tới ai. Tại sao muốn làm hại dì Tư chứ? Cũng tại em, hôm trước dì muốn đối phó với bà ấy, cho nên là vô tình nói hớ tên của má. Bà Thoại rất là giận, cho nên là phải truy tìm cho được má. Em nói hớ gì? Chuyện này thì em cũng không biết rõ. Nhưng mà hình như má biết được bí mật gì đó của bà Thoại. Hôm trước khi gặp má thì má có nói cho em nghe. Em đã đem ra hù dọa, cho nên là khiến bà ta chột dạ, lo sợ. Anh Tài, em đã hại má rồi. Làm sao để báo tin cho má biết đây? Anh có biết má ở đâu không? Không, anh không biết. Cầu xin cho má đừng xảy ra chuyện gì. Chứ nếu không, em ân hận lắm. Tư gì Tư? Chị biết rồi. Tại vì vô tình mới nói hớ ra chuyện đó. Cho nên bà Thọ mới tức giận nên mới đi tìm gì. Nhưng mà vì nghĩ là bà Thoại không làm hại gì đâu. Con nghĩ chuyện này cũng là suy đoán thôi. Vì phải cẩn thận, bà Thoại không có hiền đâu. Dạo này bé Phát ăn khỏe chứ hả em? Dạ, lúc này bé Phát hay có triệu chứng nghẹt thở lắm chị. Vậy là không xong rồi. Phải đi khám thôi. Nhưng mà không có thường xuyên đâu, em đang theo dõi mà. Không có được ý y. Ngày mai kêu anh Tài chở đi khám liền đi. Dạ, ngày mai em sẽ đi. Nhưng mà dạo này chị bận lắm hả? Chị còn về khuya hơn anh Thành nữa. Thì chị và anh Thành làm khác phòng mà. Có bữa em lên tìm chị á, chỉ gặp anh Thành thôi. Em có gì muốn nói hả? Chị đừng cho là em nhiều chuyện nha. Có nhiều bữa em thấy anh Thành sốt ruột đứng ngồi không yên, cứ nhìn đồng hồ hoài, trông chị về đó. Thấy ảnh tội lắm. Thì anh Thành biết công việc của chị mà, có gì đâu phải lo, phải chờ. Có bữa ảnh nhất quyết không ăn cơm, chờ chị về đó. Nhiều chuyện. Nếu chị không thích thì em sẽ không nói chuyện này nữa. Có chuyện gì? Thư ơi, trời ơi con ơi, bây giờ chết rồi con. Người ta gửi đơn nặc danh tố cáo con nhỏ y tá. Bà con của gì đó, chích thuốc dưỡng sanh cho bệnh nhân. Bây giờ người ta điều tra tùm lum hết trơn à. Nó sợ quá, nó đến nó tìm gì. Rồi bây giờ gì tính sao đây con ơi? Có liên quan gì đến con? Trời ơi con nói gì vậy? Cái chuyện mà chích thuốc dưỡng sanh đó
Từ nào giờ nó chỉ chích cho một mình con Quỳnh thôi, chứ nó có chích cho ai đâu. Vậy tốt, bớt cái miệng lại đi. Chuyện này nhất định là phải thoại làm. Chết rồi con ơi. Vậy bây giờ tính sao con? Lỡ như bây giờ nó khai ra gì, rồi nó khai luôn ra con thì giờ sao? Trước mắt là con sẽ đưa cho dì một số tiền. Đưa cho con nhỏ y tá đó. Mình nói với nó không được thú nhận gì hết. Dì trấn an nó. Dì Thư nặc danh, chỉ hù dọa con nít thôi. Từ từ thì con sẽ tính. Trời ơi, dì ăn không ngon ngủ không yên luôn á. À mà, chừng nào con gửi tiền xuống cho dì? Ngày mai. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Dạ, chị làm ơn cho em hỏi. Dì Tư thuê nhà đây rồi chị. Rồi sao chị cho dán bản cho thuê nhà là sao vậy? Bà ấy đi đâu rồi mà tôi không có biết. Sao lại đi chứ? Sao không đi cho được? Cái tụi bà xã hội đen á, nó lại đây nó quậy phá hả? Nó còn thăm dò nó cũng gì hết trơn, làm sao ở cho được? Có chuyện nói sao? Chắc là đánh bài cờ bạc gì đó, thiếu nợ đó nên mới như vậy. Mà tôi cũng không dám cho mấy người này thuê đâu, phiền phức quá, làm sao chịu nổi. À Thư ơi, bà thọ cho người đến hành hung dì Tư. Bây giờ dì Tư bỏ đi đâu anh cũng không biết nữa nè. Bình tĩnh đi anh, có gì về nhà nói. À. Thật là quá đáng. Tại sao ép người ta tới được cùng như vậy chứ? Không thể tình trạng này kéo dài như vậy được. Để anh gặp bà chủ hỏi cho ra lẽ. Anh đừng có hồ đồ. Không khéo sẽ liên lụy đến má đó. Anh định gặp bà ta để nói sao? Anh nghĩ là bà ta nhận làm điều đó sao? Vì trước mắt, làm sao phải liên lạc được với má? Và anh cẩn thận, không nên để bà Thoại theo dấu. Dù bất cứ giá nào, không được để bà Thoại gặp má. Anh hiểu rõ chứ? Tội nghiệp dì Tư quá. Không biết bây giờ dì Tư ở đâu nữa. Alo. Dạ gì? Dạ con hiểu rồi. Dạ. Ai hiện tại? À, bà Tám. Bà Tám bán cơm ngoài đầu ngõ á. Em không biết bà ở đâu. Theo con nghĩ á, bọn chúng theo dõi con nên lần ra chỗ ở của dì. Bà ta đúng là ghê gớm thật. Tụi nó không hành hung, chỉ thăm dò và cấm cản dì, không cho dì sống ở đó nữa. Tại sao bà Thọ có máu lạnh đến như vậy chứ? Dù sao dì cũng là cháu quen thân mà. Tài à, dì lo cho con Thư quá à. Sống chung với loại người như bà Thọ không biết nó sống có ổn không con? Dạ. À nè, mà con Thư nó có biết chuyện gì xảy ra cái gì không? À, dạ con xin lỗi dì. Dì quá lo lắng cho dì nên con đã cho Thư biết. Con nói cho nó biết á, nó càng lo lắng thêm. Nhưng tại sao bà Thọ truy sát dì? Có phải vì con chuyện bí mật gì gì đó không? Có lẽ là bà ta sợ dì nói ra bí mật này cho con Thư nó biết, cho nên bà ta mới ra tay trước. Trời ơi, bà ta lộ người gì vậy trời? Cái chuyện gì bà cũng dám làm hết, con không hiểu nổi luôn. Bây giờ dì tính sao? Thương nhắn với con á là nói với dì đi xa một thời gian để tránh gặp mặt bà Thoại. Không được, con cũng biết là tại sao mà. Dạ con hiểu. À dì ơi, Thư năn nỉ con cho Thư gặp dì, nhưng con phải hỏi ý kiến của dì mới được.
Dì nghĩ không phải lúc. Do sanh thiếu tháng nên bé có triệu chứng viêm phổi, mẹ phải hết sức lưu ý và quan tâm bé thường xuyên. Đừng để bé nằm lâu không ai canh chừng và chăm sóc bé vì bé có thể bị tím tái, nghẹt thở. Trước mắt tôi chích thuốc kháng sinh cho bé và chị nhớ cho bé đến tái khám nha. Hôm bữa đã nói hết câu chuyện huyền thoại gì đó, làm cho bà ta nổi giận và liên lụy tới má. Bà ta sợ là đúng rồi. Nhưng mà câu chuyện đó là câu chuyện gì vậy má? Có đáng sợ đến mức mà bà ta phải thuê người hành hung rồi đuổi má đi không? Chuyện cũng lâu lắm rồi. Hồi ở dưới quê á, lúc còn con gái, bà Thoại đã lỡ bước và có một đứa con riêng. Sau này á, bà muốn lấy chồng giàu sang, cho nên bà giấu nhẹm chị mà có con riêng. Mà chuyện này á, chỉ có mình má là người duy nhất biết thôi à. Cho nên là bà ta sợ má sẽ là người phương hại đến gia đình hiện tại của bà ấy. Có lẽ là vậy. Vậy còn đứa con riêng của bà ấy, anh ta còn sống hay là chết vậy má? Má biết không? Má không có biết. Nhưng mà tại sao bà ta lại lo sợ câu chuyện đó? Nếu như má đã nói thì má đã nói lâu rồi mà. Thật lòng á, thì má nguyện cái chuyện này á, sống để bụng chết mang theo. Má đã hứa với bà Thoại như vậy rồi. Tại má muốn bà ta chấp nhận con, cho nên má mới đem ra hù dọa vậy thôi. Má cũng đâu ngờ chuyện xảy ra nước này. Hay là bây giờ má đi gặp bà Thoại để nói rõ mọi chuyện nha con. Không nên đâu má, vì bà ấy sẽ không nghe má nói gì đâu. Nếu như bà ta hiểu chuyện thì bà ta không hành xử với má như vậy rồi. Nhưng mà không lẽ để chuyện hiểu lầm này kéo dài hoài sao con? Con nghĩ là tạm thời thì má cứ ở đây đi. Nhưng mà tuyệt đối má đừng để cho bà ta biết chỗ má ở. Khi nào thích hợp rồi má hãy nói phải trái với bà ấy. Nhưng mà má thấy ái náy quá. Con biết tính má rồi đó. Hồi nào giờ không làm ai phiền lòng hay là oán giận gì hết á. Thôi mà má, đâu phải lỗi của má đâu. Má đừng tự trách mình như vậy. Thôi vậy cũng được. Con uống nước nha. Uống đi con. Má mua cho con trai của bà chủ nhà, nhờ mua giùm. Vậy ở đây nó ở một mình hả? Nó ở một mình. Khách ơi, no chưa? Tôi nghe nói bác sĩ khám bệnh nói bé Phát bị viêm phổi phải không cô? Dạ. Đứa trẻ mà sanh thiếu tháng á, thường nó hay ọc sữa, khó thở, ốm yếu như vậy đó. Chưa đâu, sau này nó bị nhiều, sẽ thở hô hấp, rồi dẫn đến mù mắt nữa. Chị xin lỗi, cái miệng chị bậy quá. À, có chuyện này chị không biết có nên nói cho cô nghe hay không nữa. Có chuyện gì vậy chị? Có một cô y tá ở dưới quê của cô Thư á, bị đình chỉ công tác rồi.
có liên quan đến vụ chích thuốc dục sanh sai trái gì đó. Chị nghĩ chắc cô biết cô y tá đó mà. Y tá gì mà không có lương tâm một chút xíu nào hết á. Người ta thai bình thường mà lại chích thuốc dục cho đẻ sớm, thật là ác đức. Theo em nghĩ á, thì thư nặc danh gửi xuống bệnh viện dưới quê á, có phải của bà Thoại không? Chắc chắn là bà quan gia trực tiếp làm chuyện này. Có lẽ là bà ta đánh hơi lúc kêu gì lên Sài Gòn. Theo em nghĩ thì bà Thoại làm như vậy để làm cái gì? Là chia rẽ em và Quỳnh. Hôm qua lúc Quỳnh gặp anh hỏi chuyện này á, anh không biết nói sao. Quỳnh bị bà quản gia nó khích. Là quản gia rắc rối này. Anh nói thật, kể từ lúc mà bé Phát sinh ra, anh không dám nhìn thẳng vào mặt Quỳnh. Anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Anh đừng quá nhạy cảm. Không có sao đâu. Vậy em tính nói chuyện với Quỳnh sao? Được rồi, để em lo. Em đi khám bệnh cho bé Phát sao rồi? Dạ, bé Phát bị xẹp phổi nên hơi khó thở. Bác sĩ nói là do xanh thiếu tháng đó chị. Em có chuyện muốn nói cho chị sao? Chị à? Cứ nói đi. Em muốn hỏi chị, chuyện mà chị quản gia nói có đúng sự thật không? Đừng có nghe bà ta nói bậy bạ. Nhưng em nghe nói là bệnh viện ở dưới đó đã đình chỉ công tác của cô y tá đó để điều tra. Bà ta còn nói cô y tá đó là bà con của dì Hường. Như vậy em tin chị hay là tin bà ta? Em đã từng nói sao? Chị là người ơn của em, là mẹ hai của bé Phát. Thì làm sao chị có thể làm điều đó chứ? Mà chị làm điều đó để làm gì? Em cũng không tin là chị sẽ làm điều đó. Vậy là được rồi. Em nghe chị nói. Chị thề với em, nếu chị làm điều đó thì chị sẽ không xứng đáng là chị của em nữa. Nếu như ngọn đèn này tắt thì chị sẽ tắt theo. Chị làm gì vậy? Chị đừng có thề độc như vậy. Em tin chị mà. Vậy bây giờ mình điều trị thế nào hả em? Dạ, bác sĩ đã cho chích thuốc kháng sinh và hẹn ngày tái khám định kỳ để theo dõi đó anh. Nhưng mà bác sĩ cũng nói là bé Phát sẽ ốm yếu và chậm phát triển hơn những cái trẻ mà sanh đủ tháng. Tội nghiệp bé Phát quá. Cảm ơn anh. Nhưng mà hồi nãy chị Thư cũng có nói là sẽ tìm một bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho bé Phát. Vậy hả? Nếu điều đó có thể làm cho lương tâm đừng có cắn đứt. Anh nói gì vậy? À, không có gì. Quỳnh, em và bé Phát nên rời khỏi nhà này. Đã có lần em xin chị Thư nhưng mà chị Thư không cho. Chị Thư nói nếu đột nhiên mà bé Phát biến mất không có nguyên do thì chị ấy phải giải thích như thế nào với mọi người. Nhưng mà em thấy cũng đúng. Chị Thư cũng có cái khó của chị. Với lại mẹ con em ở đây á, được chị Thư và anh lúc nào cũng tốt hết thì em đâu cần phải đi đâu. Làm ơn đi Quỳnh,
Em đừng có nói như vậy, anh khó chịu lắm, em hiểu không? Em xin lỗi, em nói gì sai hả anh? Em có sai, nhưng em có thể nghe lời khuyên em một lần được không? Em và bác Phát rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Cho đến khi nào chiến dịch quảng cáo sản phẩm này tung ra và phủ ngập thông tin thì anh phát tin này cho các báo. Vậy tài liệu này là gì? Đó là mã số những lô hàng của công ty Hương Hồi Việt đang có mặt trên thị trường. Tất cả đều có chất độc hại và được in trên bao bì bằng một tên hoa mỹ khác. Nếu chiến dịch này chỉ rõ cho người tiêu dùng biết sản phẩm mới này không có chất độc hại, nhằm hạ bệ sản phẩm đối thủ, nhưng chính sản phẩm cũ của họ đang bán trên thị trường đều có những chất độc hại này. Đó chẳng khác nào tự vạch áo cho người xăm lưng. Chị Thư ơi, có điện thoại kìa. Chị đang gọi đâu? Em bật ra ngoài cho chị nghe với. Dạ. Y tá bị đuổi việc rồi, giờ quay ra nằm ăn dạ đòi tiền bên kia. Còn tính sao thì tính, chứ để lụm xùm là nguy lắm. Chị gánh không có nổi chuyện này đâu con. Chính con đã đưa tiền rồi kêu nó chích thuốc dùng xanh cho con Quỳnh, chị cũng làm nghe theo lời con thôi. Ở dưới quê á, bây giờ người ta nghe phong phanh, người ta chửi xéo chị là đồ sách như ghét đó. Alo, con có nghe gì nói gì không? Alo. Em bình tĩnh đi Quỳnh. Từ từ, chị sẽ giải thích sau với em. Không nghe gì nữa. Quỳnh ơi, Quỳnh, trời ơi. Tài hả? Trời, có chuyện rồi anh ơi. Quỳnh đã biết chuyện chích thuốc cực xanh rồi. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh tìm Quỳnh gấp giùm em nha. Chị đừng bật đèn, em không muốn nhìn thấy mặt chị. Quỳnh à. Chị đừng lên tiếng, em không muốn nghe chị nói gì hết. Bây giờ em rất là sợ khi phải nghe chị nói.
Có phải tất cả những gì trước đây chị làm, những gì chị nói đều là dối trá không? Có phải tất cả đều tính toán mưu mô, được che đậy bằng hai chữ đồng cảm không? Chị có muốn biết cảm giác của em bây giờ như thế nào không? Nếu có điều ước, em chỉ ước một điều, những gì em nghe và thấy chỉ là ác mộng. Nhưng mà không phải. Không phải vậy. Tất cả là sự thật phũ phàng. Tại sao chị có thể làm vậy chứ? Tại sao chị có thể đối xử với con em như vậy chứ? Tại sao chị có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Quỳnh, em bình tĩnh, đừng kích động. Tôi ghét chị. Tôi không muốn nghe chị nói nữa. Tôi không muốn nhìn thấy chị. Đồ dối trá. Chị đã sai. Chị có lỗi với mẹ con của em. Chị không muốn biện minh cho mình. Nhưng chị cần phải nói với em điều này. Những gì trước đây là sự đồng cảm thật sự của chị. Chị không hề có tính toán hay lợi dụng gì em đâu. Chị còn nhớ lúc em một thân một mình, bụng mang dạ chữa, bị người ta bỏ rơi trên đất Sài Gòn này. Hình ảnh đó làm cho chị không thể nào cầm lòng được. Em không muốn nghe chị nói nữa. Quỳnh, em hãy tha lỗi cho chị đi. Rất là nhiều lần chị muốn thú nhận với em điều này lắm, nhưng mà chị không thể nào mở miệng được. Chị thấy mình sao mà bất nhân quá. Em không muốn nghe chị nói nữa, chị đi ra ngoài đi. Đi ra. Đi ra, em không muốn nghe chị nói nữa. Đi ra đi. Đi. Đi mau đi. Đọc báo sáng nay chưa? Dạ chưa, nhưng em có nghe nói. Tình hình này chú đã lường trước chưa? Tại sao lại tự giả vô mặt mình chứ? Vậy bây giờ chú tính sao? Dạ, em đã cho truy tìm người viết bài báo đó rồi anh. Để làm gì? Chú nghĩ là có thể cứu vãn khi bài báo đã đăng sao? Hiện nay dư luận đang rất quan tâm tới chuyện này. Tôi nghĩ chỉ có hai cách. Một là ngưng ngay chiến dịch quảng cáo mới. Hai là tịch thu các lô hàng cũ đang có trên thị trường. Dạ, em sẽ lo liệu. Tôi chờ chú báo cáo. Hạn chế có mặt ở công ty để tránh cánh phóng viên. Tôi không muốn chú phát ngôn bừa bãi khi mọi việc chưa được thu xếp ổn thỏa. Dạ, dạ. Cậu phải truy tìm bằng được cái thằng phóng viên mà viết bài báo này và mục đích nó.
bao nhiêu cũng phải trả. Phải lôi được cái thằng nội gián đâm lén sau lưng mình. Tôi nghĩ đó chính là Thành. Vì nó ôm hận, ông đã cắt quảng cáo của nó thay vào chiến dịch quảng cáo này. Thằng Thành, nó giỏi vậy sao? Chẳng lẽ cái chuyện thù giặc vậy mà nó hại ba nó à? Biết đâu được. Khi con người ta tức giận sẽ bất chấp tất cả. Thà làm lên tiếng mắng chửi chị sẽ nghe. Em đừng nghĩ quẩn nha Quỳnh. Không vì ai hết, hãy vì bé Phát, con của em. Em hiểu là hoàn cảnh bắt buộc chị mới phải làm như vậy thôi. Em hiểu được chị, đúng không em? Chị cảm ơn em lắm. Thôi, giờ chị có áy náy hay cắn rứt thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Chị tội cho bé Phát, nó phải gánh chịu những gì mà người lớn đã gây ra cho nó. Em yên tâm đi, chị hứa là sẽ lo cho bé Phát đến nơi đến chốn. Tốn bao nhiêu tiền chị cũng phải lo cho nó. Không cần đâu. Hôm nay em chỉ muốn xin chị một điều thôi. Chị đồng ý cho mẹ con em ra đi nha chị. Em đi đâu? Em chưa biết. Nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, em không thể nào ở lại đây được nữa. Chị hiểu. Vậy em định đi khi nào? Ngày mai. Gấp vậy sao em? Em cho chị một tuần được không em? Như chị hẹn với thầy trên chùa là tuần sau quy y tam bảo cho bé Phát rồi. Như chị muốn nó khỏe mạnh, tránh đi bệnh tật. Nói đã bây giờ không phải, nhưng mà thật tình trong tầm đáy lòng thì luôn xem bé Phát như là con ruột của mình vậy đó. Chị chỉ sống thanh thản khi nhìn bé Phát không xảy ra chuyện. Nếu không, suốt cuộc đời này thì sẽ không có được giấc ngủ ngon đâu em. Chị, chú đã xem báo sáng nay chưa? Tại sao lại kéo dài tình trạng bất lợi cho công ty đến vậy chứ? Em đang đau đầu về chuyện này đây. Em nghĩ á, mình có tay trong mới luồn tin ra
thằng nhà báo mới ghi chính xác cái vậy? Chú có nghĩ là ai không? Em đang nghĩ tới một người. Là ai? Em nghĩ là Thành chị. Sau khi mà em thay đổi chiến thuật quảng cáo, em nghĩ là Thành mới làm chuyện này. Thành à? Không, Thành nó không gan đến vậy đâu. Vậy chứ không phải Thành. Theo chị là ai? Con Thư. Hả? Con Thư? Cái con ở đợi nhà chị? Tôi chỉ suy đoán như vậy thôi. Nhưng cậu đừng khinh suất. Bằng mọi giá cậu phải theo dõi theo hướng này và cho tôi biết thông tin thật chính xác. Dạ. Con Thư. Con Thư. Chẳng lẽ con Thư nó cả gan nó làm chuyện này? Bây giờ cô định xử cô này ra sao? Tôi muốn cô ta biến khỏi nơi này. Thủ tiêu hả? Bà dám làm không? Tôi nhớ có lần là bà bán tôi cho bọn mưu người sang biên giới mà. Trời ơi, bây giờ mà cô còn nhắc lại cái chuyện hồi đó làm chi vậy cô? Tôi đã biết mình làm sai nên đã điện thoại cứu cô rồi mà. Tôi muốn bà kết nối với bọn họ. Làm chi vậy? À, tôi hiểu rồi. Cô ta sẽ biến khỏi chỗ này và không bao giờ quay trở lại. Tại em ép chị đi đến sự lựa chọn này. Chị muốn biết phát bây giờ và sau này chỉ biết một người mẹ này mà thôi. Cái mặt bà này nè, gặp một lần rất dễ nhớ. Có cái gì đó không trung thực. Nhất là cặp mắt, cứ gian gian làm sao. Anh đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, sẽ lầm đó. Em quen bà ta trong trường hợp nào? Tại sao em lại giao du với hạng người này? Hạng người này là hạng người nào? Anh đoán không sai. Bà ta không phải là người tốt, nhưng mà cũng không hẳn là người xấu. Quan trọng là mình biết mặt nào xấu, mặt nào tốt của một con người để mà mình giao du. Thank you.
anh có liên lạc được với Quỳnh không? Em hẹn Quỳnh lên chùa mà đợi hoài không thấy, về nhà thì cũng không gặp luôn. Điện thoại tắt máy rồi, anh không biết Quỳnh đi đâu nữa. Vậy anh nghĩ Quỳnh đi đâu? À, quần áo còn trong phòng không? Em nghĩ Quỳnh bỏ đi thật sao? Em cũng không biết nữa. À, anh nè, có bây giờ Quỳnh buồn chuyện hôm rồi không? Trời ơi là Quỳnh, sao cô lúc nào cũng để cho mọi người lo lắng vậy hả? Đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ. Hay là... Alo Tường Yên. À, có gì lát gặp nói. Tôi nghe đây. Em nè chị. Chị nói á, thật là đúng. Chính tên phóng viên nói với em á, là con Thư đã đưa thông tin nội bộ nhằm đăng báo để mà hạ uy tín công ty mình. Bây giờ chú tính sao? Con nhãi ranh này nó không là cái gì cả, em sẽ bóp mũi nó chết tại chỗ. Điều quan trọng, chú phải cho ông Thoại thấy rõ bộ mặt của nó. Ý chị là hãy đóng một màn kịch thật hay, có đủ vai chính lẫn vai phụ. Em hiểu, chị cứ yên tâm. Cái trò mà ném đá giấu tay, nếu mà nói ra con này chỉ xứng đáng xách dép của em thôi, cái đồ tép ranh. Chú đừng chủ quan, con Thư không dễ hạ đâu. Chị đừng có quá lo, để em. Nếu tao mà không bóp chết mày thì tao đâu còn mặt mũi nào mà nói chuyện với anh chị của tao. Cái đồ nhảy ranh. Cảm ơn anh đã cho tôi biết tên nội gián là ai. Đây là tiền thưởng của anh. Còn đây nữa, anh đứng ra chỉ điểm trước mặt ông Tổng, cho ông thấy kẻ đâm lén tôi ở sau lưng. Xong việc tôi sẽ đưa thêm anh gấp đôi. Vậy tôi phải làm sao? Tôi sẽ sắp xếp cho anh gặp ông Tổng và con Thư, để xem lúc đó nó trả lời như thế nào. Tôi không thể nín cười được khi tôi nhìn cái bản mặt của nó cúi gằm khi sự thật được phơi bày. Để xem anh hai còn tin tưởng nó hay không. Xe dần dần tỉnh lại vì thuốc mê đã hết. Tụi nó tưởng em chưa tỉnh dậy nên nói chuyện nhiều lắm. Vậy em có nghe gì không? Em nghe họ gọi điện thoại cho một người đàn bà, mà hình như bà ta có liên hệ buôn bán gì với họ đó. Em cũng không có nghe rõ cuộc nói chuyện của họ, nhưng em biết tụi nó bắt cóc em để chờ đêm tối chuyển qua biên giới. Mà sao bây giờ em ở đây vậy? Sao anh cứu được em vậy? Chuyện này dài dòng lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau. Nghe nói nè, em có nghe tụi nó gọi người đàn bà trong điện thoại là gì không? Hình như tụi nó gọi điện thoại cho một người đàn bà là bà Ba Thành Thị gì đó. Bọn họ bắt em vậy? Nhưng mà giờ tốt nhất em nên nghe lời khuyên của anh, cứ tạm thời đây rồi mình
mình chỉ hù dọa mình thôi, nhất định không phải là Thư. Đó là coi như vô địa ngục. Cho đến khi thân tàn ma dại, không có cơ hội quay về đây. Tại sao chị Thư lại đối xử với em như vậy chứ? Em không tin là chị Thư lại tàn nhẫn tới như vậy. Anh còn tin muốn chị Thư. Nếu nói hiểu Thư chính anh là người hiểu Thư từ lúc Thư còn nhỏ. Sự thay đổi đến ngỡ ngàng anh không tính vào mặt mình. Dù như thế nào em cũng phải về đò cho đứa con em. Em đừng có dại dột. Em không thể nào xa con em được, em biết không? Em bình tĩnh, nhưng đây không phải là lúc. Em sắp đặt rồi. Anh muốn nói gì? Ừ, em đang được dài trong sự thù hận. Anh nghĩ nếu tình trạng này kéo dài, em sẽ không dừng lại được. Em biết là mình đang làm gì, anh khỏi lo. Anh nghĩ đã đến lúc anh phải ra đi. Anh Tài, có những lúc anh nghĩ rằng mình có thể giúp được em, nhưng anh đã sai. Anh giận em hả? Trước khi đi, anh muốn nói với em một điều. Tất cả mọi người, kể cả Kiên, không ai muốn nhìn thấy em sống trong bế tắc không lối thoát. Ý của anh là... Anh khuyên em nên dừng lại trước khi quá muộn. Dạ, cô Thư đưa tài liệu nội bộ của công ty và nói tôi photo nhiều bạn. Khi đến thời điểm, cô ấy bảo tôi phát cho nhiều tờ báo. Vậy Thư trả công cho cậu bao nhiêu? Dạ, 10 triệu. Cô ấy rất là sòng phẳng. Đó, anh Hai, anh thấy chưa? Thật sự không đơn giản đâu. Anh đã tin đầm người rồi. Em nghĩ á, nó cũng nhận rất là nhiều tiền của công ty đối thủ nhằm hạ uy tín công ty mình. Thật là không ngờ mà. Mình phòng ở đâu kìa, phòng xa kìa. Chứ kẻ kế bên mình sao phòng được hả anh Hai? Rồi mai mốt này, cổ đông nó biết người phản bội công ty mình là con dâu của anh, và nó coi anh ra cái gì? Đi đâu đó? Nhà có khách kìa. Cô Thư còn nói là sắp tới sẽ đưa nhiều thông tin động trời của công ty Hương Vị Việt. Tôi cũng đã nhận nhiều thù lao. Nếu mà ông trả thù lao cao hơn thì tôi sẽ đưa thông tin ông trước. Khoan, nhìn giùm tôi coi, có phải cô Thư này không? Phải không? Cô Thư nào? Không. Cô Thư này tôi đâu có quen. Cô Thư này đưa tiền cánh mà. Tôi chưa có gặp cô Thư này. Cái cô Thư này đưa tiền cánh đó là cô Thư khác. Thư khác là Thư nào? Chỉ có Thư này thôi. Thôi, được rồi. Cậu về giùm tôi đi. Cái gì vậy? Dạ, mời xin phép ông. Cái gì vậy? Phải cô Thư này đưa tiền mà. Chú Ba. Cái gì vậy? Dạ. Chuyện này là sao vậy chú Ba? Là sao em đâu biết sao đâu. Nãy nói khác, giờ nói khác. Hồi nãy nói em là khác mà. Nói Thư mà. Ủa? Có chuyện gì vậy ba? Không có gì đâu con. Con lên lầu nghỉ đi. Dạ, con chào ba. Chào chú ba. Anh Hai. Anh ơi, em nghĩ
là có chuyện mờ ám vụ này. Cái thằng nhà báo với con Thư nó cố tình nó chơi em mà anh hai. Anh hai, anh tin em đi, anh nghe em nói đi. Thôi, giờ này mà chú còn ngồi đó vừa ăn cướp vừa la làng được sao? Bây giờ chú còn muốn chạy tội, tránh né trách nhiệm nên mới bày ra cái trò trẻ con này phải không? Không phải mà anh hai, anh hai tin em đi, sự việc phải như vậy. Hồi nãy nhà báo nó nói khác, nói Thư rồi đưa tiền, nó còn bao nhiêu cái chuyện mà Thư làm hết Thư này nè. Anh tin em đi, anh tin em đi, anh hai thiệt mà anh hai, em tin em đi. Em là em của anh mà anh hai, anh phải tin em chứ. Chú đi về đi. Nhưng mà anh phải hiểu em chứ. Đi đi. Nhưng trình diễn màn kịch này thì anh làm rất tốt. Làm anh đây. Bày ra mấy cái trò như con tiền lâu sao? Mình chưa đủ trình độ. Chị hai ơi, em thua con nhỏ đó rồi. Nó thật là cáo trở. Em gặp mặt được nó rồi chị ơi. Chuyện đã đến nước này rồi, dì cũng có lỗi một phần. Dì đã tiếp tay đẩy nó vào một con đường cùng không có lối thoát. Dì cứ nghĩ là đem đến cho nó điều hạnh phúc, ai về đâu lại là điều bất hạnh. Thôi, dì cũng đừng có tự trách mình như vậy. Không ai muốn Thư như vậy cả. Con mới là người có lỗi mà. Dì đã không làm tốt lời hứa trước khi dì đã đi. Con à, nếu con ra đi trong lúc này á, bên cạnh con Thư không còn có ai hết á, dì sợ là hậu quả khó lường lắm con à. Nhưng mà con không thể từng ngày từng giờ chứng kiến những chuyện mà trái tay đang mắt xảy ra mà con không ngăn cản được. Con không thể trơ mắt đứng nhìn Thư trượt dài trong sai lầm tội lỗi. Con khó chịu lắm dì biết không? Dì biết, dì hiểu. Dì biết cái tình của con đối với nó. Chính vì vậy á, con phải cần ở lại trong lúc này. Dì Tư, hay là dì gặp Thư nói hết sự thật đi. Biết đâu Thư sẽ dừng tay lại sao dì? Không nên. Nếu để nó biết sự thật á, thì nó sẽ ra sao? Có thể là nó sẽ càng điên cuồng hơn, vì nó biết được bao lâu nay mọi người đã giấu nó. Thật sự là vì rối trí quá, vì không biết là bây giờ mình phải làm sao đây nữa. Nhưng mà mình phải ngăn chặn nó lại con à. Dạ con hiểu gì muốn nói gì rồi. Con sẽ không bỏ ra đi trong lúc này. Con phải ở lại. Phải biết Thương nghĩ gì, muốn làm gì trong lúc này để mà đối phó. Bây giờ không biết con Thư nó đang tính toán cái gì, ai là người mà nó nhắm đến đây nữa. Con nghĩ đó là bà Thoại. Đây là mục tiêu thứ hai.
Vậy con muốn sao? Tiếp cận cho lấy lòng tin, ra trộm vào nhà của ông ta để lấy tư liệu trong laptop. Dạ dễ ợt hả? Tên này khó nhai lắm đó. Hắn là miếng thịt trâu. Thịt trâu hay thịt bò gì tôi cũng nghiền nát. Cô hãy đợi tin tôi. Đây là nửa tiền công của bà. Cảm ơn cô. Em nhìn kỹ hình ông ta và nhớ mặt. Ông ta thường có mặt tại quán lúc 8 giờ sáng. Để ăn sáng 30 phút ông ta sẽ rời khỏi quán một cách nhanh chóng. Em ơi, và đi về công món phụ. Cho nên em phải hành động nhanh gọn để thành công mục tiêu. Ý, em đi xin việc à? Dạ, hôm nay em đi phỏng vấn. Thật quá, em ngồi đi ăn đi. Để anh đựng cho. Em đi phỏng vấn hả? Em tính xin vào công ty nào? Ở bộ phận nào vậy? Dạ, thì công ty chế biến thực phẩm An An đó anh. Em nghe nói là công ty đó đang tuyển vị trí thư ký, cho nên là em định nộp đơn xin phỏng vấn. Đẹp như em gì, hỏi phỏng vấn cũng đậu rồi. Nhưng mà em nghe nói là công ty đó tới 100 người nộp đơn xin việc lận, nhưng mà chỉ chọn có một người thôi à. Chua quá. Ôi, anh thấy em nói chữ chua mà sao nó ngọt như đường phèn vậy đó. Nhưng mà một á, mà chiến đấu với 100 anh cũng thấy chua thiệt đó nha. Dạ, bởi vậy cho nên em mới nản nè. Trời ơi, chưa chi mà em nản rồi. Phải cố lên chứ. Anh không biết đó chứ, hoàn cảnh của em bây giờ rất là cấp bách. Anh biết không, tháng nhà tiền này em chưa có trả nữa. Còn việc làm á thì chưa có xin được. Chết dở. Thôi mà, chết gì, mướn nhà kia, qua biệt thự anh về mà ở. Thôi, em qua biệt thự anh ở, bà xã của anh tạt axit em rồi sao? Em nghĩ sao vậy? Nếu mà có bà xã anh đâu có dám mời em về biệt thự đâu. Anh còn lính phòng không vui tính, ở không à, thấy gì ở không không đó. Anh nói chơi, chứ anh phong độ đẹp trai vậy á, làm sao mà không có bà xã được. Anh chỉ cần ho một tiếng thôi á, là có xá người đến hầu hạ cho anh. Thôi vậy em ơi, anh bị cảm cúm thương hàn nằm cả tháng trời mà chưa có ai tới thì chăm sóc hết trơn. Thôi gì đâu, nếu mà được như em nói như vậy á, anh hạnh phúc biết chừng nào. Nó nghe nè, ngồi đi anh ăn sáng với anh nha. Rồi hãy đi công việc nha. Em ơi, hai phần luôn cưng. Anh đi làm nha. Ủa, vậy em muốn liên lạc với anh bằng cách nào? Anh có danh thiếp hay là số điện thoại không cho em đi? Thôi đấy chị. Thì rảnh tới biệt thự của anh chơi. Tới biệt thự anh làm gì? Cảm ơn em đã có mời ăn sáng với anh ha. Em xin lỗi em không hợp gu anh đâu ha. Cái gu anh là gu kéo. Trời ơi, tưởng cá đã cắn câu rồi, mất thời gian công sức hết à. Cô á, tại cô không dùng hết chiêu với cha này, cô diễn xuất tệ quá mà. Xin lỗi bà nha, con này mà công cớn á, không có thằng nào mà thoát được đâu. Đó, có một thằng mới thoát đó. Cái thằng
nữa thôi. Già mà bà đặt làm giọng đạo đức chắc là chả sợ tốn tiền cái gì. Mà thôi, không có nói nhiều nữa. Bây giờ bà trả tiền cho tôi đi, tôi xong nhiệm vụ rồi. Để tôi còn chạy số khác nữa chứ. Nè, tiền của cô nè, đủ rồi đấy nha. Ờ, cô Thư đó hả? Cá không có cắn câu rồi. Ừ, thôi để tôi tìm cách khác nha. Ờ, vậy nha cô ha. Món cũ em ơi. Nửa cái ngang mày, tiểu nhân ám hại, nạn kiếp khó phai. À kia, bà nói gì vậy? Quý ông đây có một tướng số rất là cao. Theo tôi đoán không lầm, dưới một người mà trên một ngàn người. Kiếp trước á, quý ông không là vua cũng là chúa, ăn trên ngồi trước, đạp đầu thiên hạ. Bà là thầy bói hả? Tôi không phải là thầy bói, nhưng mà tôi là người chấm số tử vi. Chị không, thầy bói tử vi có gì khác nhau? Tôi không coi bói bậy bạ để ăn tiền. Nhưng nếu ai hạp, tôi sẽ chấm cho một lá số tử vi suốt đời. Theo tôi đoán thì quý ông đây đang là người quyền cao chức trọng. Hét một tiếng là ra lửa. Đúng ra ông phải đứng số 1, nhưng vẫn bị đè đầu cởi cổ bởi một kẻ vô dụng mà lại có gia thế cao trong gia phả. Bà có thể nói rõ ràng hơn không? Tức là quý ông đúng ra là một người tài năng xuất chúng, nhưng vẫn bị đứng sau một người anh vô dụng. Đã vậy đó, hiện nay ông còn bị một nữ tiểu nhân tuổi Kỷ Tỵ mưu mô độc địa, muốn hạ bệ uy tín của quý ông. Chính xác, bà nói rất chính xác. Nhưng ông sẽ tái qua nạn khỏi, vì đức độ của ông cao tựa Thái Sơn. Có điều, muốn qua khỏi nạn kiếp này, phải cho nữ về nhà để nữ coi cái phong thủy nhà ông, xong rồi nữ mới quá giải cho ông. Xin lỗi nha, bà nói hay lắm. Bà nói rõ ràng chính xác lắm. Đúng. Giống như bà ăn nằm trong nhà tôi vậy. Là người thân của tôi đó. Nhưng xin lỗi bà, tôi không bao giờ tin ra cái lời mà phong thủy nhảm nhí như vậy. Cảm ơn bà đã mất thời gian vì tôi ha. Xin phép bà cho tôi ăn sáng. Không háo, tín ngưỡng cũng không. Thật ra cái người này là hạng người nào? Không lẽ không có một cái đam mê nào sao? Rất tiếc là tôi không hỏi được người thân của ông ta là xem ông ta thích gì. Lần này là bà cực nhiều rồi đó. Không có gì, tôi nhất định phải tìm ra yếu điểm của ông cha mập này mới được. Tôi không tin là tôi không làm được. Thằng cha mập khó ưa, mày hãy đợi đấy. Tao không tin là tao không bóc mẻ mày được. Vậy đi, vậy đi. Tôi đi cà phê một chút. Cảm ơn em. Ừ. Thì cứ giải quyết đi. Coi như tôi không có mặt ở đó. Ừ. Bà theo dõi tôi hả? Ai mướn bà làm cái trò này? Người đó là ai? Nói. Bà không nói, bà bước ra khỏi quán này, tôi cho tụi nó tủ thiêu bà mắt sát. Ai? Không có ai xúi tôi hết à. Tại thấy ông lịch sự quý phái quá, nghĩ là ông giàu, định coi vài quẻ bói để kiếm chắc chút đỉnh mà. Nín. Bà mà lý sự của đó, cắt lưỡi bà. Đừng làm vậy với em. Em sống nghề nhờ cái lưỡi. Bà em má tôi á,
chồng dưới đầm bóng biến đi. Dạ nghe ông Trình ơi. Dạ em tới rồi. Dạ rồi.